Chóng ngợp với biệt thự giá hơn 300 triệu đồng một đêm của Taylor Swift chọn đề nghỉ dưỡng cùng bạn trai. Sau khi chính thức công khai chuyện hẹn hò từ tháng 9 năm 2023, phải tới thời điểm này, nữ ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce mới thu xếp được thời gian có một kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau. Taylor Swift đang trong quãng thời gian tạm nghỉ ngơi giữa tour lưu diễn quốc tế Eras, trong khi đó Travis Kelce đã kết thúc một mùa giải thi đấu thành công. Trong quãng nghỉ hiện tại, cặp đôi tới đảo quốc Bahamas để tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn ngắn ngày. Tại đây, hai người lưu lại biệt thự Rosalita nằm trên đảo Harbor. Các biệt thự hướng biển có thiết kế sang trọng với mức giá thuê là 15.000 USD trên một đêm tương đương với 370 triệu đồng. Biệt thự có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, một bể bơi, một phòng gym, nhiều không gian ngoài trời, phối cảnh vườn tược ấn tượng. Rosalita là một biệt thự nằm bên bờ biển có thiết kế ấn tượng, không gian xung quanh công trình cũng được giữ gìn cẩn thận, xe hơi không được phép di chuyển lại gần để đảm bảo sự tĩnh lặng tuyệt đối cho người lưu lại công trình. Biệt thự Rosalita nằm bên cạnh một quả đồi và còn có một đồi cát che chắn. Vì vậy, công trình này rất kín đáo và có sự riêng tư cần thiết cho Swift và Kelsey khi họ lưu lại tại đây. Dịch vụ đi kèm khi thuê công trình còn có hai đầu bếp phục vụ các nhu cầu ẩm thực của người lưu lại biệt thự, một quản lý, ba quản gia, ba nhân viên phục vụ, ba thợ làm vườn kiêm phụ trách các vấn đề thuộc về không gian bờ biển quanh biệt thự, một nhân viên an ninh làm việc về đêm. Trong kỳ nghỉ lãng mạn và nóng bỏng ở đảo quốc ngập nắng, Squid và Kelsey đã có những trải nghiệm thật thú vị. Các món ăn phục vụ cặp đôi sử dụng chính những loại rau củ được trồng trong khu vườn nằm cạnh biệt thự. Vị khách lưu lại biệt thự Rosalita có thể đưa ra yêu cầu dùng bữa trong nhà hoặc ngoài trời. Nhân viên phục vụ sẽ chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Khách còn có thể yêu cầu huấn luyện viên thể hình, giáo viên yoga hoặc giáo viên Pilates đến tập cùng nếu có nhu cầu. Trong kỳ nghỉ này, Swift và Kelsey đã có nhiều pha tình tứ công khai trên bãi biển. Điều này cho thấy cặp đôi đang rất tự tin cho cuộc tình của mình. Họ biết rằng sẽ có nhiều thợ săn ảnh đeo bám, tập trung xung quanh biệt thự nơi hai người lưu lại, nhưng cặp đôi vẫn thoải mái tận hưởng không gian bờ biển mở ra trước căn biệt thự thay vì giữ sự riêng tư kín đáo bằng cách ở trong nhà.